Thành viên chào anh ha. Chào. Dạ. Rồi anh gửi lời chào đến những khán giả vài điều để anh em mình bắt đầu nhé. Dạ, chào Thành Nguyên. Dạ, chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Tôi Hoa Đoàn, tên Nguyễn, tên đầy đủ là Đoàn Nhân Nguyễn. Xin kính chúc cộng đồng mạng như con trong và ngoài nước dạng sự như ý. Dạ. Anh nói lớn lớn cho em tí nhé, em dạ, nghe dạ. Hơi bé đó. Dạ. Dạ. Hôm nay anh đến từ đâu? Dạ, tôi đến từ Hậu Giang. Hậu Giang ha. Dạ. 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 Rồi anh tên gì anh á? Họ Đoàn, tên Nguyễn, Đoàn Nhân Nguyễn. Đoàn Văn Nguyễn. Huyện. Dạ đúng rồi. Giống như là huyện xã huyện vậy đó hả? Dạ dạ đúng rồi. Đoàn Văn Huyện. Rồi anh Huyện sinh năm bao nhiêu anh á? 1963. 1963, 60 tuổi. Dạ. Dạ. Rồi tình đạo hôn nhân của anh Huyện là như nào? Bà xã mất năm nay 11 năm rồi chú. Mất gần 1 năm nay rồi. 11 năm rồi. À 11 năm nay rồi. Dạ, dạ. Ồ. 11 năm. Khoảng thời gian đó đến nay anh tìm hiểu thêm ai nữa không? Dạ không. Dạ chưa. Là chưa tìm hiểu thôi đúng không? Dạ dạ chưa tìm hiểu. Dạ. Dạ. Anh có đông con không? Dạ 5 đứa. Mà đã có gia đình 4 rồi, còn lại một cháu hai mấy tuổi chưa có vợ. À vậy ha. Dạ. Là bây giờ đang ở với anh? Không, cháu đi làm luôn. Cũng đi làm luôn. Dạ, anh chỉ sống mình nên cho gia đình thôi. Cũng buồn nha. Dạ, thật sự. Anh biết đến kênh Thành Nguyên lâu chưa? Tóm lại là nghe tiếng thì lâu rồi, nhưng mà chỉ theo dõi mới có gần tháng nay thôi. Có nghĩa là biết thì lâu. Dạ. Nhưng mà... Tại vì có ông anh bên em bạn rể đó, cũng kết nối yêu thương mà thành công. Vì vậy mà bây giờ mới lấy động lực đó ha. Dạ đúng ra là dạ. Chú Nguyên ngày chưa, nhưng mà tại vì cũng có mục tiêu rồi, thành ra cái dự định tôi là bà xã mất, còn là ba thằng trai chưa có vợ, rồi cái cũng có cái quan điểm là để lo cho con hết đi rồi hết tới mình. Dạ. Còn thằng Út chưa có vợ, có thể cuối năm nay cưới vợ cho nó. Ừ. Nhưng mà tại vì thấy trên kênh của chú đó cũng có cái cô đang ra hình đó, thấy nếu mà không lên tiếng sợ nó không kịp. Nói ra nó kỳ. Thôi thì bây giờ mình lên là vừa rồi đó. Dạ dạ. Đến cuối năm thì hai cha con tổ chức lần luôn cho nó đỡ tốn kém nha. Nó nói vậy chứ biết bên kia người ta làm sao. Dạ. Thì mình cứ hy vọng đi, trời dạ, dạ, đâu rồi. Có mất tiền mua đâu. Dạ, sống có quyền hy vọng hay chú. Dạ. Điều ước mà đâu mất dạ, tiền dạ, mua dạ, đâu. Rồi. Công việc chính anh Huyền đang làm gì? Xây dựng. Xây dựng các nhà cửa. Ừ. Mình lãnh luôn hay là dạ dạ đúng rồi lãnh luôn. Dạ. Rồi mình kêu thử. Dạ mình dạ đúng làm. Rồi. Dạ. Công việc đó anh thấy có đều không? Trước đây là đều lắm, nhưng mà từ khi dịch bệnh tới giờ thất thường. Ừ, thất thường. Thậm chí mấy tháng này là ở không luôn, mình phải đi thành phố mình làm. À. Dạ. Bây giờ việc nào cũng vậy thôi anh. Dạ, dạ. Sau dịch là cái gì nó cũng chậm rất là nhiều. Dạ. Đúng, đúng. Dạ. Như vậy là công việc anh bây giờ là anh đang làm ở thành phố. Dạ đúng rồi. Rồi nghe tin em có lịch phỏng vấn rồi anh mới đi từ thành phố đi dạ, về dạ, đây. Dạ dạ dạ. Rồi anh đi về đây là lúc nào? Đi cách đây 2 bữa chú. Đi về nhà mình trước đã chứ dạ, sau dạ, mới dạ. Rồi mới lên này hồi sáng. Dạ. Rồi thì với sự nghiêm túc của mình, Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn anh ha. Dạ dạ. Dạ. Rồi về cái mảnh ghép mà anh mong muốn thì anh chia sẻ cho em nghe nào. À, cũng nói thiệt với chú là cách đây nửa tháng tôi có coi cái kênh của chú đó. Tôi thấy cái cô Bùi Thị Hòa ở Bình Long, Bình Phước. Cái dạ. Cô mà chồng đi tu đó chú. Ừ, dạ, dạ. Thật là ngưỡng mộ của cô đó. Người vợ, chồng đi tu bỏ hai mấy năm mà vợ chờ đợi đến khi mà chú, cái thầy đó làm trưởng, làm trụ trì luôn. Cô đó mới chấp nhận bước thêm bước nữa là mới lên kênh chú đó. Dạ. Tôi mới thấy. Thành ra mới lên tiếng hơi sớm sợ chạy chạy chữ đỏ. Dạ dạ. Điều gì ở chị Hòa mà anh ưng bụng nhất nè? Dạ. Cô là có tấm lòng chung thủy. Một người con gái sắc son, nói chung là cô thành đạt luôn. Người đàn bà không thể nào chê chỗ nào được hết. Khi mà mình lên kênh của Thành Nguyên á. Dạ. Thì mình mong muốn sao thì mình cứ chia sẻ thôi. Dạ. Nhưng mà Thành Nguyên cũng nói trước nha. Dạ. Lên đây á, là tất cả là cái duyên cái nợ hết. Dạ. Nhiều khi mình có duyên mà có nợ thì nó có tuyệt vời rồi, đúng không dạ, ạ? Nhưng mà em đang lấy một cái ví dụ. Hôm nay thì anh Huyền là anh thương và anh bày tỏ đến cho chị Hòa. Dạ. Nếu như mà chị hồi đáp lại thì khỏi phải bàn cãi này. Nhưng mà trường hợp như hai anh chị mà không đủ duyên á, thì anh có mở lòng với những người phụ nữ khác
cái đó cũng tùy. Tôi hy vọng là vậy, còn nếu không được thì chứ tất nhiên mình có đến cơ hội là thứ hai chứ. Dạ đúng rồi. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi, có tiếp cận người bầu bạn để sớm hôm tuổi già chú ơi. Dạ. Các cô sau này mà đến với anh thì anh mong muốn như nào? Tôi chỉ mong muốn là vợ chồng già chứ chung sống với nhau có mấy ấm gia đình thôi, không cần gì hơn. Bên cô cũng được, bên tôi cũng được. Nói chung là vậy đó. Về bên nào cũng được. Dạ đúng rồi. Dễ mà. Tại vì hiện giờ tôi sống của mình nên nè, tôi năm đứa con mà lập gia đình hết 4 rồi. Còn Út mà thì nói chung lại tôi ở cái nhà của mình anh à, để lo đến chú ơi. Thế rồi cái hướng tương lai mà anh tính với hai người sẽ là như thế nào? Là cũng như là bây giờ thay vì ví dụ như cô nó chấp nhận về đây sống với tôi thì hai vợ chồng già hữu hỷ nhau chung sống tới trọn đời tới hết đời còn lại thôi. Hay là hoặc bên kia mình cũng vậy. Trong cuộc sống hôn nhân thì anh Huyền có nhận mình là cái người khó tính không? Không chú, tôi rất dễ tính luôn. Dạ dạ. Có nghĩa là người phụ nữ đó đừng có làm cái gì quá đáng quá là được đúng không? Dạ dạ. Còn nó trong cái phạm vi cho phép thì anh cũng không có đến nỗi là khó lắm. Dạ đúng rồi, không có. Không, tôi nhận xét bản thân tôi là không khó. Dạ. Có nhiều người nói tôi khó nhưng thực sự tôi không khó. Tại vì người ta nói tôi không uống chè, không hút thuốc là khó tính lắm. Nhưng mà thực sự không phải vậy. Đâu phải ai không thuốc không chịu chè lại khó đâu chú em. Cái đó là mình bảo vệ sức khỏe mình mà. Dạ đúng rồi. Đâu phải là... Bởi vì năm nay 60 tuổi là trong mình tôi là đi khám tổng quát là từ A tới Z không có bệnh gì hết. Dạ. Sức khỏe rất tốt. Dạ dạ. Vâng. Rồi thì Thành Nguyên sẽ gửi cái thông điệp này đầu tiên là đến cho chị Hòa trước. Dạ. Anh hát. Đó là đủ duyên, còn nếu như không đủ duyên thì như Thành Nguyên có chia sẻ đó là có cô nào đó mà thấy anh Huyền mà thấy dễ thương dễ mến mà thấy phù hợp thì cứ đến gặp Thành Nguyên rồi Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu. Dạ. Và hơn nữa là trên kênh của Thành Nguyên có nhiều cô cũng rất là dễ thương. Thì ví dụ như là cái người này mình không đủ duyên thì mình có thể lấy số người khác để mình tìm kiếm cái mảnh ghép phù hợp hơn. Đúng rồi. Dạ. Nó thật sự là nó nói cái mảnh ghép Thành Nguyên thấy nó rất là đúng. Bởi vì nó giống như là hai cái mảnh vỡ đây. Dạ. Hai cái mảnh vỡ mà ở không biết ở đâu đúng không? Mà bây giờ mình ghép từ cái mảnh này vào với cái mảnh kia nhưng mà nó không có khớp thì rõ ràng là không phù hợp rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ phải tìm thật là lâu, cũng có thể là mau cũng có thể là lâu để mình tìm được cái chỗ mà cái mảnh nào mà ghép vào mà nó không có một cái điểm hở nào. Dạ. Thì nó tóm lại là hạnh phúc mà do hai người dung đắp nhau chứ đúng không chú? Dạ. Dạ, mình sống rồi mình dung đắp thêm chứ đâu phải nói rồi là đủ đâu. Dạ. Dạ. Trong cái chuyện tình cảm, trong chuyện hôn nhân nó sẽ có cái sự sứt mẻ. Dạ. Thì mỗi ngày mình sẽ bồi thêm một chút xíu để mà mình trám lại cái phần đó để cho nó hoàn thiện hơn anh ha. Dạ dạ, dạ. Thì anh cũng chia sẻ cho tôi nhận xét là tôi sống với vợ lớn, vợ tôi chết rồi đó 32 năm bà mới mất. Dù có giận hờn cách mấy cũng không có mày tao mày tớ, không có đụng mẹ đó bà, không có đó là thật sự luôn. Dạ. Nhưng mà tại vì bà xã phần số bà có nhiều đó chú ơi. Dạ dạ. Lúc nãy anh nói vợ anh mất bệnh chú. Được bao nhiêu năm ta? Bà bệnh tới 2 năm mấy, gần 3 năm bà mới mất. À. Thì còn nữa còn tác mà, tác thì nào mà. Không nổi thì thôi chú ơi, vợ chồng mà. Dạ. Rồi ok anh, thì Thành Nguyên cứ ghi nhận cái tâm tư, cái nguyện vọng của anh như vậy đi. Dạ, dạ. Sau ngày hôm nay thì có sao thì em báo cho. Dạ. Rồi anh cứ chờ cho cái clip của mình được đăng tải lên á. Lúc đó gọi cho Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ gửi số qua nhé. Dạ. Và Thành Nguyên cũng nói thêm, đã kết nối là phải lấy số. Dạ, đúng phải rồi. Lấy số mới thành công được nha. Dạ, dạ. Chứ dạ. Mình chờ cho người ta tìm đến mình là rất là khó. Đúng rồi. Dạ. Đó, và ví dụ như mình kết nối người này không được thì mình cứ kết nối người khác để mình tìm lúc nào phù hợp thì thôi. Dạ, cũng hy vọng chú Nguyên giúp giùm anh. Chú Nguyên cũng là cái kênh mắt tay, thành ra anh cũng hy vọng dữ lắm. Hy vọng đến tay con gái, nếu mà hợp thì có duyên. Dạ. Tìm đến nhau. Còn nếu mà ta không đồng ý thì phải chấp nhận thôi chứ sao. Dạ. Dạ. Thành Nguyên mắt tay là một phần. Dạ, dạ. Nhưng mà quan trọng là hai anh chị phải có cái trái tim nó phải hòa cùng một nhịp. Dạ, dạ, thì lúc đó Thành Nguyên mới vui được. Dạ. Thành Nguyên mới tác thành được. Chứ còn mà một người trái tim nóng, một người trái tim lạnh thì thật sự nó rất là khó. Dạ.
Rồi thì không biết là có điều gì đó Thành Nguyên chưa hỏi mà anh Huyền muốn chia sẻ nhiều hơn nữa, anh chia sẻ em nghe thêm nào. Thì em nghĩ là về cũng quá đầy đủ rồi chú Nguyên, cũng nhà chăm sự nhà chú thôi. Dạ. Thế cũng lớn tuổi rồi, thì như vậy neo đơn quá cũng buồn quá chú Nguyên ơi. Thiệt, đi mặn gì không có ai cơm nước rồi, không có ai bầu quản chứ. Những lúc mấy cháu nó khuyên cha kiếm người đi, mình suy nghĩ thì mình cũng định chưa gì định nữa. Nhưng tại vì còn út tính cuối hôm nay cứ vợ cho nó, rồi hả tới tính mình. Dạ. Nhưng mà suy nghĩ cho đó, nếu không tình tiếng sợ chạy dưới đò nói với chú cười. Dạ. Không, cái đó là thực tế mà. Dạ. Với lại là cái cảm xúc về cái tình cảm nó khó giấu lắm. Dạ. Khi mà con người mà đâu phải sắt đá đâu mà, đúng không anh? Dạ, dạ, đúng. Dạ. Thì con cái thì nó trẻ thì trước sau gì nó cũng lấy, chứ còn đúng rồi. Cái độ tuổi các anh thì thời gian nó đâu có chờ. Dạ, dạ. Nó không có chờ. Mà ví dụ như năm nay anh 60 rồi, là trên kênh của Thành Nguyên là chỉ có năm nay thôi, chứ sang năm anh muốn tham gia cũng không tham gia được. Yeah. Bởi vì Thành Nguyên bên chương trình đã giới hạn độ tuổi là nam 60 trở về. Yeah. Nữ là 55. Yeah, yeah, yeah. À, cho nên là anh chờ đến sang năm là lúc đó không được luôn. Anh phải tìm kênh khác, chứ kênh của bên Thành Nguyên thì coi vậy là cũng như có cái duyên đó. Dạ, cái duyên á. Dạ. Rồi không biết là cuối chương trình anh Huyền có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho chị Hòa vài điều, cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của Thành Nguyên nào. Anh cũng xin nói rất mong cô Hòa nhận được cái clip này và đồng cảm với anh, để chia sẻ với anh để có thể mình tìm tiếng nói chung. Rất hy vọng là ở vậy thôi. Yeah. Rồi Thành Nguyên cũng chúc cho anh Đoàn Văn Huyền thật là nhiều may mắn thành công, cũng như là sớm ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm nhanh ha. Dạ. Yeah. Yeah. Chúc cho anh trên đường về vạn sự bình an. Dạ. Dạ. Dạ, chào anh ha. Chào. Dạ.